Ok, chúng ta tiếp tục với Laravel. Hôm nay ta tìm hiểu về router. Trong Laravel router cách dùng nó rất là phong phú đúng không ạ? Nhưng mà ở bài cơ bản này chúng ta sẽ dùng các cái nội dung như là các phương thức của router, get và post. Rồi, router name và gì ạ? Và cuối cùng sẽ là router group. Ba nội dung đó. Sau đó chúng ta sẽ đi thêm một số cái vấn đề về form, xử lý form đó, thêm sửa xóa đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta mở cái project chúng ta lên. Tắt bớt đi. Bọn này thôi. Chúng ta mở cái file web các bạn. Router web. Ở đây trước hết chúng ta sẽ nói về cái router chúng ta nói về cái name của nó đây các bạn, name của nó nhé. Ví dụ đây này, bây giờ cái giới thiệu thôi, cái giới thiệu about này các em này, chúng ta sẽ cho nó cái name, chọn nó một name đây, name, cái name các em này. Ví dụ đây là about, cái tên đó. Cái tên này thì không nhất thiết phải trùng giống này, cũng không nhất thiết phải dùng trùng nhau, chưa? Cái tên do ông ta đặt thôi. Hay là ví dụ chỗ này là gì ạ? Name của nó, đặt cái name của nó là ví dụ là cat đi, như thế catter đó. Rồi ví dụ chỗ này là cat edit này. Name cat edit viết thế nào được em đó, viết thế nào được hết đấy, miễn rằng đừng có khoảng trắng, em nhớ chưa, đừng khoảng trắng được. Đây là cách chúng ta đặt name cho nó. Vậy thì cái name này dùng như thế nào đây, cách dùng như thế nào đây các em để ý nha. Giả sử chúng ta vào cái master layout của mình hôm trước á, chúng ta có mấy cái menu để ta link đúng không? Đây, vào master layout nhá, view này. Master layout đâu rồi? Đây. Chỗ này các em này. Thầy muốn đi về cái about nhỉ, cái about này. Đúng không? Thì thầy dùng cái name như sau. Rồi, thầy sẽ dùng cái hàm router các em, cái hàm router này, dùng cái hàm đó. Tên của nó với about này. Cái bên kia cái name ta làm như nào, ta dùng như thế. Giờ rồi cái master layout này đúng chưa ta, thầy xem bên welcome này, thầy extend cái master layout cho nó đồng bộ luôn nào. About này cũng vậy này, index này, rồi ok, extend đi cho nó dễ đúng không, extend hết này, rồi extend. Rồi, okay. Welcome cái gì, welcome, ok, trang welcome này, extend này luôn, hello home, extend thì nó mới có được cái master layout nha. Rồi bây giờ thầy refresh nha. Rồi đây thầy kích vàng ở bao em này, đó nó nhảy sang cái trang giới thiệu này đúng không, đây này, nhưng mà thầy xem tại sao cái ở bao này nó không nhận được. Ở bao không phải blade, ok, đặt tên thành blade đi em thì mới dùng được. Như vậy là cái thằng này chỉ có dùng blade thôi các em thì mới extend được nhé. Rồi đó, các em thấy ở bao đó. Home này, quay về home này. Quay về home thì các bạn có thể đặt cái link cho home đấy, chỗ này này là name chọn home này. Đấy, home. Đó. Sau đó mình sẽ sang bên cái master layout, chúng ta đặt link cho bọn chúng các em. Home đây. Copy lên. Home đúng không? Rồi category vân vân, đó thì các em có thể là đặt nó bao home, đấy, bao home. Danh mục, ta quay sang danh mục category này. Kết này. Category. Đây đúng không? Category đây. Ờ thế cái còn thằng mà get edit thì chúng ta để đâu các em? Get edit này này. Nha. Bởi vì khi sửa là sửa gì ạ? Sửa từng danh mục đúng không? Sửa có ID gì đó, ID đó, đó. Thì trước hết chúng ta nói về cái router name là dùng như thế đã đúng không ạ? Đó. Ok. Vấn đề về router name là như thế, thầy dừng video đây cho nó ngắn này, để chúng ta học nữa về lăn lộn này. Ok. Cho đơn giản, chưa? Yeah.